dài mà, dài thấy ghét lắm vậy, đầu bùm ngựa. Dạ có. Dạ thấy ghét. Dạ thấy ghét. Bây giờ Bụt nói với mày với Sáu nha. Nói xong mà Sáu không thích thì coi như Sáu không nghe đi. Bụt thích Sáu. Không để Bụt thích Sáu dài vậy là nói cũng như là lôi hết cái lòng mình ra nói vậy đó. Xong cái hơi tắt máy nha. Kiểu sợ bị tôi từ chối. Bị từ chối rồi, con hiệp nhỏ quá. Tự tay con làm cái đèn led chữ làm vợ anh nhé. Tự con tay con làm rồi xong rồi bạn của con là có làm đốt lửa hình trái tim. Trời ơi. Giống nhân vật gì mà con gái tôi rất thích. Bonnie. Ôi chào cô dâu Bonnie. Dạ con chào chú Thận, con chào cô Vân. Rồi xin mời. Kìa lên kìa. Phẩm ơi. Wow. Ủa. Trời Phẩm mang tờ giấy nữa. Trời ơi có kìa, tên là Phở hả? Dạ Phở có mang tờ giấy. Phở ở đây. Dạ vợ chồng con chào cô Vân và chú Thuận. Tụi con cảm ơn chương trình đã cho tụi con lên đây để được kể chuyện tình yêu của tụi con cho cô chú. Và quan trọng hơn cả là xin vía có em bé từ cô chú như các cặp đôi trước đó. Ok Phở, thank you Phở. Rồi bây giờ xin mời hai vợ chồng trai xinh gái xinh này giới thiệu về mình nè. Con chào cô chú, con tên là Cường. Hiện tại là con đang làm pha chế rượu. Đúng hơn là con làm dạy pha chế và con làm sáng tạo nội dung về việc pha chế rượu. Năm nay là con 31 tuổi. Tụi con đều sinh năm 93 hết. Tụi con ở quận Bình Tân. Bây giờ mời vợ Cường. Dạ con chào cô chú. Dạ con tên là Trân. Hiện tại công việc của con là vừa nội trợ và vừa kinh doanh riêng của mình là con đang làm dịch vụ chăm sóc thú cưng. Dạ. Có nghĩa là nhà con có dịch vụ dạ, thú cưng khách sạn chó mèo. Khách sạn chó mèo. Dạ. Chắc là bạn Phở này chắc cái chồng là làm lớp trưởng nè. Dạ. Nhân viên thân thiện đó, đúng không? Cơ duyên nào mà Cường với Trân á lại gặp nhau? Lần đầu tiên gặp nhau là từ hồi lớp 8, 2007, mối tình đầu của nhau hết. Tụi con sinh hoạt cùng với nhau. Đến khi mà đến năm 2012 là tụi con chính thức quen nhau. Rồi sao nè? Yêu nhau là từ 2012, rồi sau đó là tụi con quen nhau đến năm 2022 là tụi con mới cưới nhau. Con có một khoảng thời gian con đi làm ở bên Úc, vợ con ở nhà đợi. Yêu xa đó. Dạ yêu xa. Dạ yêu xa 2 năm. Tụi con là mối tình đầu yêu nhau chờ nhau rồi mới cưới nhau. Dạ. Có còn nhớ là cái lần đầu tiên gặp anh ấy á, thằng bé lớp 8 này á, có cái gì ấn tượng không Trân? Lúc đó tóc nó có dài thòn vậy không? Cũng dài mà dài thấy ghét lắm vậy, đầu bùm ngựa. Mà có vú keo bùm ngựa đổ con. Mà Trân lúc đó nhìn có dễ ưa không hay là khó dạ, ưa? Dạ thấy ghét. Dạ thấy ghét. Đây là dịp để cho chúng ta ôm lại cái thời thơ ấu của mình. Vừa ngựa mà vừa đen nữa. Nhưng mà lúc đó con bị dính cái là cái nụ cười của ảnh với lại cái hài hước, nói chung là xung quanh con nhiều bạn hài hước lắm nhưng mà cái hài hước của ảnh nó không biết nữa, con lại thấy thích. Kiểu nó không phải là cố tình hài hước mà nó là cái duyên ngầm trong á, cái ngầm giống như là vốn có tự thân á, là cố tạo đó. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Mình bị thích xong cái tiện lúc đó con ngay lúc đó mặc dù còn nhỏ nhưng mà con vẫn có cảm giác là sao tự nhiên giống như là tình yêu ngàn năm đợi vậy trời. Ý là cảm giác thôi. Con thích ảnh là từ ngay năm lớp 8 luôn. Còn ảnh thì lúc đó thì chưa thích con đâu. Nhưng mà vậy là con đơn phương à? Dạ con đơn phương. Ủa con đơn phương bao nhiêu năm? 7 năm. Trời ơi. Đơn phương tới năm 2012. Oh my god. Dạ. Nhưng mà trời biết nó thương mình không? Dạ không, con không biết. Đấy là giấu kỹ lắm, yêu đơn phương nhưng mà giấu rất là kỹ. Cái lúc mà hai đứa bắt đầu yêu nhau thì đứa nào sẽ là cái đứa mà bày tỏ cái tình yêu của mình trước? Dạ con, kiểu con thích ảnh á, cái nuôi cái tình cảm á, thật ra là nó kiểu nó nhiều nghi vấn lắm cô, tại xung quanh ảnh con chơi toàn gái, rồi bạn thân cũng gái nữa. Cái con kiểu ủa là ảnh có bình thường không? Mà để tóc dài trai thiệt không? Dạ dạ nó vậy đó. Lúc đó thì con cũng tự là crush có vài người á thì nó xuống hả xuống à, mà ông này cứ lên hoài. Chắc đây là cái gọi là cái tình yêu rồi đó. Cái tình yêu không phải cảm nắng nữa đâu. Kiểu vậy. Cái xong cái ngày mà con tỏ tình với ảnh á là kiểu con nhớ lại cái hồi lần đầu tiên con tỏ tình với một bạn hồi cấp 2, con cũng có tỏ tình một bạn rồi bị từ chối. Thành ra con cũng sợ. Xong rồi cái thôi giờ mà không nói, giờ nuôi mấy năm trời rồi giờ mà không nói nữa là coi nhiều khi lỡ luôn, tại giờ cũng sinh viên, nhiều khi mình ra trường mình làm rồi mình tiếc nhiều cái. Lúc đó cũng buổi tối khuya thì con nói với ảnh là tụi con có biệt danh là Sáu và Bụt. Ảnh là Sáu, con là Bụt. Con kêu là bây giờ Bụt nói với này với Sáu nha. Nói xong mà Sáu không thích thì coi như Sáu không nghe đi. Bụt thích Sáu. Con để Bụt thích Sáu dài vậy là nói cũng như là lôi hết cái lòng mình ra nói vậy đó. Xong cái hơi tắt máy nha. Kiểu sợ bị tôi từ chối. Bị từ chối. Trời ơi, con hiệp nhỏ quá hả? Cái xong rồi vậy em kêu khoan. Sáu trả lời như sao? Lúc Sáu nói đi, Sáu nói cái cảm giác của Sáu lúc đó sao? Lúc đó là thật ra là lúc đó trước cái thời gian mà tụi con tỏ tình á là bà này bà cũng tấn công mình dữ lắm. Mà tấn công là dạng nhiều khi mà mình thấy bực luôn á. Tại vì nhà của vợ của con á là ở Bình Tân gần bến xe miền Tây.
nhà của con là ở Tân Bình, mà tụi con thì hay đi công chuyện ở Tân Bình, là mà vợ con thì lại không có xe, cái hay nhờ con. Cái con kiểu thôi rồi để chở. Xong cái một hai lần đầu mình chở mình thấy ngược đường quá, mình thấy mệt quá. Ừ. Mình thấy kiểu chờ xong biết giờ mình hoài không nhờ người khác đi. Tự nhiên cái mình lại có cái cảm giác với lại vợ của mình. Và lúc đó thì thật sự là con cũng đã mến rồi. Dạ đúng rồi, đấy là đây cũng là gu của con. Đó là gu là có thể quán xuyến mọi thứ rồi có thể tự lập rồi xinh xắn dễ thương, đó là cái gu của con. Nhưng mà con không dám nói tại vì con nghĩ là không tới lựa con đâu. Trời ơi, tụi nó cứ im re vậy đó. Mà sau khi Bụt thích xa thì sau khi nhận được những cái lời đề nghị như vậy và nghe câu chuyện như vậy thì lúc đó còn sao? Nửa đêm, lúc đó nửa đêm mà kiểu không có ai xung quanh mình á, mình cứ mình mình cứ như nhịp điện vậy đó. Xong mình nhấn liền chứ khoan chứ khó công phải tắt máy. Khoan cái ngược lại là cái xong là con nhắn lại y chang cái tin nhắn lại vậy luôn, nhưng mà con nói ngược lại là sao thích bồ. Trời ơi, chắc đêm nó khỏi ngủ phải không Bụt? Dạ khóc luôn. Khóc luôn. Tại kiểu con không nghĩ là ảnh sẽ thích con á. Con bị mất kết nối với gia đình. Càng về sau thì bắt đầu nó bị mất kết nối dần. Con bị sao áp lực giữa cái việc là trước con có một người chị quá giỏi và có một người em cũng giỏi, nói chung là và nhưng mà may mắn, rất may mắn. Con là ở cái khoảng giữa, mình thua chị chút xíu nhưng mà mình lại kém may mắn hơn em chút xíu. Nên là mình bị áp lực là mình phải như chị và mình phải được những cái như em. Nhiều khi nghĩ tới việc Rồi cái thời gian mà vợ buồn như vậy đó thì Cường có biết không, và bên cạnh vợ như thế nào? Dạ thì cái khoảng thời gian mà tụi con quen nhau cũng là cái khoảng thời gian con bắt đầu con phải tìm hiểu về tâm lý nhiều hơn. Con cũng chứng kiến một trong những cái cảnh mà con cũng là đi giải cứu người nữa. Thì ngay cái khoảng thời gian đó, ngay cái khoảnh khắc đó thì con mới có cái suy nghĩ, tự nhiên con bất chợt có cái suy nghĩ là con phải là người bảo vệ cô ấy. Phải cưới cổ thôi. Dạ. Phải bên cạnh đúng không? Cái giai đoạn yêu nhau thì con lại đi Úc. Dạ. Lúc đó làm sao? Thì lúc đó ai bên cạnh vợ con? Lúc đó bé vợ làm sao? Dạ. Trong khoảng thời gian đó con cũng không nhớ lắm, nhưng mà con cái thời gian 2 năm đó thì con phải gọi là phải vận dụng nội công. Nói chung là mình phải cố gắng gọi là bình tĩnh nhất trong tất cả mọi tình huống. Và cái thời gian đó con cũng tập trung hết sức vào cái việc mà con đi học, con học cái con thích á. Cho nên là con cứ toàn tâm, con toàn ý, con dồn vô hết để con không nghĩ, con không có, con ráng hết mức có thể thôi. Dạ. Nhưng mà con có sợ ổng đi nước ngoài rồi ổng say nắng rồi ổng quên mình không? Đó. Dạ có, dạ lúc có. Đó chắc khóc hoài đúng không? Dạ mọi lần đi trong hoài. Khoảng thời gian 2 năm đó nhiều khi ảnh không có gì, nhưng mà con có cái gọi là cái lo lắng sợ hãi. Con suy diễn á. Dạ con suy diễn. Con suy diễn dữ lắm. Những lúc đó làm sao Cường? Trước cái khoảng con biết là sẽ thế nào cũng như vậy. Cho nên là trước đó là trước khi mà con đi á là con đã cầu hôn vợ của con ở Đà Lạt, ở trên một cái đồi. Và tụi con set up mọi thứ, con làm cái đèn led, tự tay con làm cái đèn led chữ làm vợ anh nhé. Tự con đây con làm rồi xong rồi bạn của con là có làm đốt lửa hình trái tim. Nhìn từ trên rồi xuống là nhìn thấy hình trái tim, rồi có một cái lều nhỏ nhỏ. Nó giống như là mấy cái cảnh cắm trại rất là lãng mạn vậy. Thì hôm đó là hôm sinh nhật của vợ con luôn. Thì con mới bày ra mọi thứ và bạn bè của vợ, bạn thân của vợ con cũng mời mọi người tới để dự. Thì lúc đó thì vợ con cũng nghĩ là đó là giống như là một cái sinh nhật bình thường thôi. Nhưng mà rồi xong rồi tới cái khúc mà con có hát tặng vợ con một bài, rồi sau đó là vợ con có coi một cái clip là con ngồi tổng hợp hết mấy cái hình ảnh rồi mấy cái clip, và cuối cùng là ra con dẫn vợ con ra và cho vợ con coi cái bảng đèn led đó, và con lúc đó vợ con vừa quay qua là con quỳ xuống để cầu hôn vợ của con. Ôi, chắc nó khóc như mưa phải không? Dạ. Và cái nhẫn của vợ của con cũng là cái nhẫn mà con đặt riêng hình cái dấu chân chó. Trời ơi, con quên đeo. Và sau 2 năm là về là cưới liền luôn. Dạ sau 2 năm về là dính dịch. Chưa cưới. Là ai ở nhà nấy nữa hả? Lúc đó là con vừa về á, là con bà ba mẹ con có xây cho con một cái nhà. Thì lúc đó để con bắt đầu con làm khởi nghiệp đồ này kia. Thì lúc đó vừa xây nhà xong thì ba mẹ con mới nói, lúc đó con có bất ngờ luôn mà. Ba mẹ con mới nói là hay là kêu ông Chân qua ở chung với con luôn đi. Trời ơi. Dạ, chứ ở mình buồn. Chứ vợ ở mình buồn. Đúng với lại hai đứa nữa thì mình thấy đó. Dạ. Là coi như chung chạm với nhau. Dạ. từ lúc đó. Dạ. Là sau dịch thì mới đám cưới. Dạ. Thôi nói chung là câu chuyện tới đây là mình chuyển qua chương được rồi. Mình chuyển qua cái chương, chuyển qua cái chương sau kia đi. Khi mà đó. Chính thức là đám cưới và về chung một nhà đó, đó thì những tật xấu nào lòi ra? Đó. Cái tật xấu đầu tiên đó là bày hày, hơi hời hợt, nhiều khi làm cái văn này.
bạn kia đó, nhưng mà không biết không đến mức quá bề bộn, nhưng mà tại vì con lại quá gọn, thành ra con nhìn nó chỉ cần một cái thôi là con thấy khó chịu liền. Với lại nhiều khi nói con lát nữa anh dọn nha, lát là không biết khi nào. Họ hứa thất hứa cái đó, nhà họ hứa bày hay đó. Hứa cho nhiều nhưng chẳng hay quá trời, cốt mày cốt ca sĩ nè. Anh hơi thiếu quan tâm, kiểu không có được tâm lý lắm á chú. Nhiều khi mình có cái nhỏ nhỏ, ví dụ như quan tâm việc ví dụ vợ làm mệt đi thì mình hỏi han, hay là mình phụ, hay là hoặc là có những cái gọi là giống như là gọi là mình để ý người khác xem mình quan tâm á, đó là hơi vô tâm đó. Rồi bây giờ con mong muốn Cường thay đổi điều gì? Con chỉ muốn hai đứa con cứ như vậy mãi đến cuối đời thôi. Rồi giờ tới Cường đó. Con tật xấu của vợ con là hay tiện đâu là để đó. Cha cái này nó cũng chín mười á chị à. Không mua gì cái bừa bộn đâu em. Bên này bừa bộn. E con thì cái tính con gọn gàng lắm. Sao này nó tả. Giống như là thí dụ như ngồi chơi với chó đi, là tật của vợ con là thí dụ như ngồi chơi với chó là phải có cái ghế hay là cái đệm gì đó ngồi cho nó đã. Thì là ngồi chơi xong rồi để đó luôn. Rồi đi làm công chuyện này nọ cái kiểu con đi qua. Ủa sao em không cất đi? Thì để lát nữa chơi nữa. Nó tiện cứ tiện lại đó. Đó. Giống như sáng ngủ dậy không có xếp mền, nó đằng nào tối cũng ngủ mà. Mền để vậy luôn đó. Trời ơi Candy con từ em. Từ ngày này qua tháng nọ. Con Candy thiệt, con em 10 tuổi, con anh 10 tuổi, con chú 10 tuổi. Đó. Sáng nó không có đắp mền, mẹ nó kêu xếp mền đi, lớn rồi xếp mền đi. Thôi xếp chi. Chút nữa ngủ rồi. Nha. Tối xài lợi liền mà. Chút nữa ngủ rồi xếp chi. Rồi. Với lại hay quên nhưng mà rất là thích thử thách bộ não của mình. Thí dụ như nấu kho thịt đi. Rất là dễ quên, thí dụ như đang kho thịt mà quay qua làm công chuyện gì là quên cái nồi đó luôn. Rồi xong rồi thí dụ như hay là để cái chai nước, mình đông cái chai nước để thí dụ mình đứng mình đợi đó đi, để khoảng 1-2 phút là mình tắt liền. Không, mình đi xếp đồ, mình đi làm này làm nọ nữa kia. Dạ đúng rồi. Xong con thích vượt lên chính mình nhưng mà vượt không nổi á. Con kêu ủa sao không đợi đó đi rồi tắt đi rồi cái đi làm cái gì làm. Cái nhiều khi con xuống 10 15 phút sau con đi xuống con vẫn thấy cái chai nước đó chảy. Trời ơi thiệt á. Trời. Chết luôn á, nhà sàn gỗ sàn gạch. Dạ, nó mà có điện dạ, mà cắm ở dưới là chết luôn nha. Hai đứa này sao nó kể chuyện nó gần như tương đồng vậy đó. Dạ. Giống như là tụi nó phải dành cho nhau quá chị. Rồi thôi bây giờ trước khi mà chú gửi lời chúc đến hai vợ chồng, chú cũng muốn nghe hai vợ chồng có cái điều gì muốn nói với nhau nói hay không? Nói lời yêu thương với nhau không? Đi. Mọi thứ hiện tại thì đối với em nó là mãn nguyện rồi. Chắc vậy giống như em kiểm giác như em già đủ rồi. Nó cứ như vậy thôi là em hạnh phúc đến cuối đời. Em không mong gì hết. Nếu mà có một đứa con thì em có thể gửi gắm thêm cái tình cảm của em chưa có cho nó. Với lại em sợ một ngày nào đó em mất anh á, em có thể nhìn thấy nó như nhìn thấy anh. Thì em hy vọng là anh lúc nào cũng sẽ cái tình cảm như vậy với em. Em cũng yêu thương anh đến cuối đời. Và em hy vọng hai đứa mình sẽ vượt qua tất cả mọi thứ giống như là từ trước đến giờ tụi mình đã trải qua. Em chưa bao giờ hối hận về bất kỳ điều gì và cũng chưa bao giờ hối hận vì mình đã chọn anh hết. Rồi nắm tay nó giờ nó khóc mà. Anh thì anh muốn nói với em là em hãy bình tâm với mọi thứ. Vì lúc nào cũng có anh ở đây. Anh sẽ chia sẻ với em mọi thứ như là cách em chia sẻ với anh và cách em ủng hộ anh ở bất kỳ con đường nào anh đi. Anh vẫn luôn muốn là em sẽ mạnh khỏe, tâm lý em vẫn để em có thể vượt qua mọi thử thách. Và anh chắc chắn là anh sẽ cùng với em. Nào ôm cái coi, hãy đưa ôm nhau cái coi. Chúc cho hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn. Cuối năm nay bác sĩ báo tin vui và qua năm sau cái đứa sẽ có một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của Trân. Nó giống nhau dữ vậy ta. Mọi người có nhìn thấy hai vợ chồng mặt giống nhau à? Em có cảm thấy căng thẳng không? Dạ, căng thẳng ạ. Rồi cho chàng bắt tay đi. Chứ lẽ gì bắt người chơi đi tay. Rồi, mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Trần Anh, năm nay em 29 tuổi, là nhân viên văn phòng ạ. Em tên là Lê Môn ạ, công việc chính của em là làm truyền thông ạ. Ở hai bạn là ở Hà Nội hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh? Bọn em thì quê ở Nam Định, nhưng mà hai vợ chồng sinh sống trong này cũng được mấy năm rồi ạ. Chắc anh đó không làm là hai bạn quen nhau từ ở ngoài. Cái này chắc cho chồng em kể đấy ạ. Thế sao? Dạ. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Kể ra thì nó hơi éo le. Thôi giờ mình ngắn gọn vắn tắt. Rồi. Dạ, thực ra thì em đến 29 tuổi em chưa xác định lấy vợ. Mẹ thì cứ bắt lấy vợ, cứ giới thiệu người nọ kia em chả đồng ý. Thế em gái em ấy bảo là ở trường có cô cũng xinh, học hành rồi đang dạy ở trường, nhiều người cua lắm không ai cua được. Bảo gái ở quê làm gì mà không tán được,
đây để anh. Tại vì thực ra ấy, là nghe cô hay kể chuyện về anh trai lắm. Là cô có một ông anh trai là đang sinh sống ở trong này. Thì em mới tưởng là kể chuyện ông anh cả là cũng phải là có gia đình là sum xê rồi, con cái rồi. Thế xong ăn Tết xong thì đi dậy trở lại á, thì cô mới nói là chiều nay em có ở nhà không? Thì chị dẫn anh chị xuống chơi. Em mới hỏi chứ, ủa anh giờ chị có vợ có con rồi mà dẫn xuống nhà em chi? Chị nói là không, anh chị đã có vợ đâu. Thì chị dẫn xuống nhà em chơi. Thế là chiều một đoàn quân xuống tập đoàn. Hai vợ chồng cô chú anh này xong thêm bạn của anh ấy nữa xuống thì cũng ngồi nói chuyện bình thường thôi ạ. Tại vì thực ra dạy cùng trường nhưng mà em mới làm chung việc với cô có mấy tháng thôi ạ. Nhưng mà em như vậy mà bụng không có người theo đuổi sao mà phải thông qua mai mối? Cái người theo đuổi của em mà thì nói chung là cũng có, tại vì hồi đó mà ngoài quê mình đi dạy học ấy chị thì cũng có giá. Tại vì là biên chế nhà nước, em hồi đó em dạy tiếng Anh ấy thì cũng nhiều mà chưa chọn được. Không, đúng rồi, chưa chọn được. Thế này bố của em á, bố hay nói chứ toàn mấy thằng 7 lẻ ngoài Bắc mình hay gọi là 5 lẻ với 7 lẻ là cái kiểu mà không được đúng rồi ạ, nói chung là tính tình nó không được thuần cái lắm. Hơi người thì hâm hoặc là người thì làm sao đấy. Đó thì lúc em gặp chồng em thì cái cảm giác em sao, có phải 5 với 7 không? 5 7 không? Nói chung là cũng hơn được chút xíu chừng này. 8 8 là mấy lẻ? 8 lẻ hả? Hay 9? Chắc 8 đấy. 8 ấn tượng của em sao? Ngày xưa thì em có cái chỉ tiêu của em là phụ nữ sinh sống không quan trọng, cơ bản là đẹp. Cơ bản là đẹp. Và em là đạt chỉ tiêu rồi đó. Không ạ, em là rất ghét một người con gái của em là vừa cận vừa lùi. Thế thì không may em lại xuống gặp cô này lại vừa lùi vừa cận. Đến ngồi uống nước trà thì đến cuối buổi em cũng chả xác định đến với vợ em bây giờ đâu. Coi như là một cái ấn tượng là đúng là cái tuýp người mà em ghét đúng không? Vâng. Vừa cận vừa lùn. Vâng. Em cũng không có ấn tượng với anh này lắm gì. Tại sao lại đến với nhau được? Em có xác định lấy số điện thoại của cô này đâu. Bạn em đến lúc gần về nó bảo sao mày không lấy số điện thoại của cô giáo đi về liên lạc. Bây giờ nó nói thế mình ngại quá mình lấy số điện thoại. Tối về hai thằng cũng uống rượu chén tạc chén thù, nó kích bác thì nhắn tin cho cô này, cô ấy trả lời. Em gặp cô này được một lần nữa, mời đi uống cà phê một lần, rồi một lần đến nhà em ăn cơm, rồi em đi vào trong Nam. Thế rồi bao lâu thì bắt đầu yêu nhau? Tụi em từ lúc quen đến lúc cưới là 5 tháng. Trời ơi, rồi trong 5 tháng đó được bao lâu ở gần nhau? Nói chung là anh này cũng chịu khó về lắm ạ, tháng về lần đấy ạ. Bao nhiêu được 5 lần về? Một lần em về thì chắc khoảng được 5 đến 7 ngày. 7 ngày gặp nhau, 7 ngày gặp đi, 35 lần gặp chút. Vâng, 35 lần gặp. Gặp nhau làm gì? Không phải gặp nhau là thường là dẫn đi đâu? 35 lần thì nó phải có sự thay đổi chứ đúng không? 35 lần không lẽ lần nào cũng như lần nấy? Uống cà phê rồi nắm tay rồi nhắn tin. Số em nó đen, em đen. Đen hả? Vâng. Số em đen. Em kể cho anh nghe đi, cái đen nhất của em là cái gì? Nhờ em được cái ông ngoại kèm kinh lắm. Em không làm ăn gì được. Không làm ăn gì được. Em. Rồi bây giờ cái khoảng cách nó xa như vậy, rồi đã vậy mỗi lần gặp nhau thì lại có ông ngoại, đúng chưa? Vậy thì cái 5 tháng như vậy là nó quá ngắn khi từ yêu chuyển qua giai đoạn hôn nhân. Vậy lý do gì mà các bạn cưới sớm? Không, em nghĩ là xác định tìm hiểu nhau nó sơ sơ, thấy sương sương ổn ổn thôi. Sương sương cưới thôi. Và anh nghĩ rằng là cái chuyện mà cưới nhau cũng không khó khăn đối với hai đứa em đúng không? Vâng. Chỉ có khó khăn là cái chuyện là cô giáo chứ. Chỉ có khó khăn là cái chuyện là đi phải về quê hỏi cưới rồi xong rồi. Ơi, có cái khó. Cô này là phải là sau khi cưới nhau thì bây giờ em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thì em phải bỏ cái công việc giảng dạy và có những cái sự nghiệp của em á. Dạ đúng rồi, khi mà tụi em quen nhau á thì nói chung cũng có một chút khó khăn từ phía gia đình của em thôi. Tại vì là anh ở xa quá, mà hồi đấy em thì công việc là ổn định ở ngoài Bắc rồi ấy. Thì bố em ấy bảo về chứ là ở xa quá, lại làm bên truyền thông á, là cứ đi đây đi đó nhiều rồi là sợ là quen cô này quen cô khác, sợ tính nghệ sĩ. Xong rồi em cũng lơ đi, em kệ, em cũng không phản đối luôn mà em cũng không nói gì hết. Thì dần một thời gian rồi cũng xuôi dần. Có nghĩa là bây giờ là đã đồng ý từ bỏ hết để đi theo chồng vào đây đúng không? Rồi mới tới chừng mà vô đây rồi sống với chồng với một cái thời gian tìm hiểu nhau nó quá ngắn ngủi thì các bạn về sống chung với nhau á, nó phát sinh nhiều mâu thuẫn không, có bị vỡ mộng về nhau nhiều không? Em nghĩ là cái gì cũng vậy, mình tìm hiểu kỹ quá đôi khi cũng dở. Em nghĩ là em vợ em hỏi bây giờ có hiểu hết vợ không, em không vẫn chưa hiểu. Thôi giờ cứ hỏi đi, bây giờ về ở chung nhà có thấy vợ mình có những cái tật xấu gì mà nó bung ra không? Xấu ạ. Xấu cũng xấu đấy. Cậu bây giờ mình kể từ cái đô nặng xuống cái đô nhẹ đi. Xấu nhẹ nhưng vợ em thích ngủ nướng. Ở ngoài Bắc trời lạnh ngủ đã lắm rồi đúng không? Trong này và trong này ngủ nướng, thích ngủ nướng. Ngủ nướng. Hôm 9 giờ sáng nó chưa dậy. Nhưng mà em phải đi dạy mà. Rồi tiếp tục. Vợ em không biết nấu ăn. Đấy, không biết nấu ăn. Thực ra là ngày xưa em đi học á, nhà em là có 3 chị em gái.
mà những cái việc nhỏ nhỏ là chị em làm hết rồi. Xong ngày xưa đi học thì cứ sáng đi học là mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, 12 giờ mới về là có cơm trưa, tối đi học về là có cơm tối rồi. Không có đổ thừa, không có đổ thừa, lấy chồng rồi là phải học. Nhưng biết luộc trứng không, biết luộc rau không? Dạ bây giờ thì em nấu ăn là cũng quách rồi đúng không? Cũng được rồi ạ. Rồi thế ok rồi, coi như là không biết nấu ăn nè. Rồi. Nấu nướng. Luộc thuốc. Để chồng bảo mình luộc thuộm là coi như là người trên người thì không luộc thuộm và đồ đạc ở nhà luộc thuộm. Ví dụ coi, như về nhà là đồ quăng tứ tung hay sao? Mua quăng tứ tung rồi bại cái nào nhét chỗ đấy. Trời nó không quăng tứ tung mà bại chỗ nào nhét chỗ đấy. Hết chưa? Còn đấy. Thôi bây giờ tạm thời hết. Tới em. Chồng em thì được cái là cũng như những ông chồng khác ấy, là ham chơi game. Chơi game. Mê lắm luôn chị, ngày trước ông mà nào như ông nào. Đúng rồi, hồi trước hai bên chưa quen biết nhau thì em được nghe sự tích kể lại thôi. Ngày trước nó có mấy cái trò chơi online mà đêm sáng ngủ dậy là cứ đi ăn trộm đồ của nhà người khác trên mạng ấy. Cái chơi hay đây không? Không, người ta là nông trại vui vẻ với cái gì đó. Xong là mình có chơi. Cùng với một anh bạn cùng phòng nữa là hai anh là cứ nhăm nhe buổi sáng là 4 giờ ấy. Bật đồng hồ báo thức, dậy là đi hái trộm đồ người. Rồi game đó gì? Game đó xong rồi có những cái game mà bán được tiền đó chị. Chơi game mà xong thì sau bán thì được mua được điện thoại. Rồi ôi ghê dữ vậy ha, vậy là cấp cao. Suốt ngày luyện game rảnh mà chị, bạn gái không có, người yêu không có gì, đi làm về chơi game. Rồi, mà chơi game còn ham đến cái mức mà quên vợ luôn đấy chứ. Ức chế về game lắm, kể quá trời kể. Lừa em vào trong giường ấy chị, xong nửa đêm là thấy vợ ngủ say say là đi ra ngoài ôm máy tính ra ngoài chơi. Chơi mà đến mức mà hồi em bữa em sinh thằng lớn là có mẹ chồng em vào chăm, xong chơi quá bản thân em đã bực rồi mà mẹ em còn bực hơn em luôn. Mẹ em bảo vậy chứ mẹ bỏ công bỏ việc ở nhà mẹ vào đây mẹ trông cho có mày có thời gian mày đi làm mày nuôi vợ nuôi con mày chứ mày chơi game như này thì mai mẹ về mà mẹ còn thấy mẹ chơi nữa mẹ mang máy tính mẹ vứt ra ngoài đường, kể cả mười mấy triệu một cái máy tính tao cũng mang vứt đi, tao không để cho mày chơi nữa. Xong được một thời gian ngưng sau đến lúc mẹ em về lại chơi tiếp. Có nghĩa là có nghĩa bây giờ còn bây giờ còn chơi game. Hiện tại thì đã giảm bớt rồi, bây giờ giảm bớt nhưng mà vẫn còn đúng không? Rồi chơi game. Có gì rồi nữa? Bây giờ có ghen không? Vợ sinh như thế này hình như không có ghen đó. À không biết ghen, không biết ghen cũng là một cái tật xấu nó đúng rồi. Không? Đúng không em? Không biết ghen. Không phải đâu. Không biết ghen chứ. Sao tại ghen mới yêu chứ. Ghen gì thì phải tin tưởng nhau. Không, nhưng mà không, đàn ông mà ghen kỳ lắm. Không ghen không có gia vị. Có bữa em cũng hỏi là hình như anh không biết ghen ấy phải chứ. Người ta ghen phải là ghen có đẳng cấp. Chứ không phải là cái ghen, gì cũng ghen. Sao mà là ghen là đẳng cấp? Không ghen vụn vặt. Thế có bao giờ em ghen lớn chưa? Thì chưa. Thì anh ấy rồi, chỉ em chờ đó đi. Lúc nào mà anh dính mắt anh thấy mà tay trong tay với người khác thì coi chừng. Đó thì đó là ghen lớn đó, em cứ chờ và em phải né đi nha. Rồi, ngoài cái không biết ghen ra còn gì nữa không? Ham đọc truyện. Ôi tốt, chuyện tốt, online. Tốt. Chuyện online mà chuyện kiếm hiệp của mấy nghìn chương á. Là cũng là dính tới game nữa rồi. Rồi nói chung là thích cái gì đó online. Rồi. Hỏi chồng vợ có ghen không? Chắc cũng có ghen nên ghen em thấy là mà. Điện thoại hay kiểm tra điện thoại của em chắc cũng có ghen đấy. Kiểm tra điện thoại là cái là bây giờ anh ấy cũng đang đi học thêm một cái lớp khác, cái vừa học vừa làm ấy thì cũng làm bài tập nhóm với nhau. Thế là có cái cô ấy cứ ban ngày không sao, chừng 12 giờ đêm, 1 giờ đêm bắt đầu nhắn tin vào trong Facebook ạ. Hỏi anh ơi, chồng em cũng ơi, hỏi này nọ kia, nói chung là em ấy hỏi là sao cứ nửa đêm mới nhắn tin, thì kêu là chứ anh đâu biết đâu, thế nó nhắn thì trả lời thôi chứ có cái gì đâu, toàn có việc công việc học hành với lại mấy đứa trong nhóm thôi. Thế xong em bảo là trong nhóm thì bên anh đã lập một cái nhóm riêng để chat riêng với nhau rồi, thì sao không vào đấy mà nhắn tin, phải nhắn tin cá nhân làm gì. Thế xong kêu chứ đâu có gì đâu. Xong em mới bảo là thực ra ấy, anh không chủ quan như vậy được, phải đề phòng. Lỡ đâu người ta thấy mình cứ dễ dãi thì người ta bán đến tận nơi sao? Chị thấy tay cũng không đeo nhẫn này. Không đeo nhẫn luôn hả? Đau tim. Đau tim. Tại sao lại đau tim? Em muốn lần đeo nhẫn không hiểu sao nó đau tim. Đeo nhẫn cưới kêu đau tim. Đau tim nó không hợp rồi. Khó thở. Đeo nhẫn không khó thở. Thương tội quá. Thế chiều nay dẫn đi bác sĩ khám cái vụ đó. Mà chị hỏi chồng em có lãng mạn không? Hồi đầu thì có chị. Bây giờ là giờ cũng lãng nữa. Hết trong bao lâu rồi? Nói chung là cũng anh quay ra lãng rồi kìa, lãng kìa. Anh quay ra đây đi chứ anh đừng có giấu mặt thế nhá. Bao lâu rồi là chồng em bớt lãng mạn? Nói chung là từ hồi em sinh bé sau tới giờ sao em cũng chả biết nữa. Em buồn không? Nhiều lúc thì cũng buồn nhưng mà cứ đi làm về là đã đón con về rồi chăm con cái thứ mình cũng không còn thời gian ấy. Nhiều khi hai vợ chồng kêu là ăn cơm sớm đi rồi đi uống cà phê, thế xong đến lúc mà về nhà muộn quá rồi xong thôi khỏi đi luôn. Nhiều khi cái lãng mạn đó đâu nhất thiết phải đi uống cà phê ăn kem hay là coi phim đâu. Cái lãng mạn ví dụ như ở trước khi chồng đi làm chồng hôn vợ một cái cũng là lãng mạn vậy. Bao lâu rồi mông không hôn em? Trước khi đi ngủ hôn một cái. Sáng nay trước khi đi làm mà có hôn rồi. Thôi thì lãng mạn quá rồi. Không chị ơi, chị lại còn đòi cái gì nữa. Chắc phải kèm thêm hoa đồng tiền nữa. Hoa đồng tiền mà.
Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn là chi tiêu có kế hoạch hơn, gọn gàng hơn chút nữa. Để thôi đối với em thế là đủ. Còn Trần Anh? Bớt đọc truyện đi chút xíu thôi. Thực ra thì cũng chịu khó chăm con lắm. Mới lại rất là biết việc ấy chị. Mấy lần em đi sinh là toàn có tự anh chăm em mà. Đâu có người đâu. Ôi thế thì quá tuyệt vời rồi. Giờ giờ mong muốn anh thay đổi cái gì? Hay là không cần thay đổi nữa, cứ thế là được. Cứ vậy rồi. Đi. Nói chung là bớt chơi game đi một chút xíu thôi. Chút bớt đọc truyện lại chút, đọc ngàn trang giờ em đọc khoảng 10 trang thôi. 50 mấy trang bỏ. Đó, từ giờ thực ra là chỉ có biết chúc tụi em á là cứ hạnh phúc như thế mãi. Rồi chúc hai em hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện là em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ừ. Ủa nhưng mà là... Sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em đóng, đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả Một Đời Ân Oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả Một Đời Ân Oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực em hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Vận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được, không sao cả nghe. Gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp là. Chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. 32. 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim? Nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay mà chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng lại luôn à? Lấy lợi luôn. Đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là cũng book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao, và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con xuất thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi, make up mặt nó rất make đẹp, up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì là con đầu tiên là con cảm con thấy vừa là thấy là con thấy sung sướng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ánh mắt lúc mà nhìn make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mà đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đó. Lúc đó là còn xinh xắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà về sau con biết là không phải. Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng, mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem Cả Một Đời Ân Oán đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ừ, em hâm mộ anh lắm. Em
gọi là thần tượng lắm. Big fan, đúng rồi, big fan, fan phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một phim này. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy ạ. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thích thôi ạ. Hơi thích thích thôi đó. Vâng. À. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích thích rồi đó. Tuy nhiên là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền, rủ đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con em đi con chở xe máy hả? Vâng, con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng mất thích đi một chút đấy. Cô ấy, ôi người ta mới 21 tuổi mà. Cô lúc đó là mới 20 đúng không? Lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20 vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu đúng không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là Quyên đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Đó là con quay xong rồi. À, đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12. Cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không make luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện, khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau lúc đó đón đến đón có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu lận, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc, kín trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11 gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết phổi nữa đấy. Rồi sao rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy, đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc này cũng rất là mệt rồi, và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi, là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không, áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này? Sao lại mẩy nhở? Sao mẩy? Mẩy. Tiếng Bắc á, mẩy là nó hấp dẫn á. Mẩy. Nhìn nó là hấp dẫn. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng... Rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà
Quỳnh ơi, dạ. Cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy dạ. Nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không? Tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau rồi, đó là đã. Chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Còn tại sao không? Sao con không quay về quay... phòng trọ? Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Mẹ con bị u nang màng não. Từ trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác, và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác. Chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ. Đúng rồi. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? À, thực ra thì sau đó thì con em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố mà. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ. Là nhận nhau đúng không? Dạ. Sao vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Đôi to lắm cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn. Thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi ạ. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau ấy, thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy là có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia thì ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là
mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài ạ. Ừ. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, không. Tức là ô thế chú không hiểu à? Ủa rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, đấy, cãi nhau thả rồi à. Và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Ừ. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Nhưng... thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ nào, không thì... thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng rồi. Là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng ấy. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả, nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn đến tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn là... khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Không, hay thả tim lắm cô ạ. À, bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi, đúng không? Chắc bị chặn chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi cho khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu, là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức là mọi thứ nó đốt rất nhiều giai đoạn, lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc bút thử hai vạch đó. À lúc đấy là... mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền. Dạ vâng, cưới liền luôn, là đám hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên, không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộn vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không, hay là con làm KOL luôn, là quảng cáo sản phẩm rồi cái thứ đấy ạ.
đi chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên, coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sao đó? Trời vậy là hay em rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Ừ. Dạ. Tả giấy, tả vâng, viết rồi dạ, em bé vâng, con á dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nha. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Ừ. Con nghĩ cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi là có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất thích có một đứa. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm ạ. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều, nhìn nó ngứa mắt chút, vợ luôn ra để anh làm. Ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất. Con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được. Giúp việc, cô giúp việc cũng mới, cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, có chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều, tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái hơn. Cơ hội nó tới là mình cứ thế mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả. Như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đó, hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Nha. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Là có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có không, hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây, xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc đấy con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè đi hay là nhậu, đi ăn với sinh nhật ạ? Ăn sinh nhật bạn bè. Nghĩa là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Con không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là anh tặng. Ủa sao cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ?
lúc yêu thì cũng hơi hơi ạ. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất bất. Bất bất xong bây giờ bất luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn ạ. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Nhưng mà được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn ạ. Thế là ngày xưa cũng hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm này. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Ngủ sớm nè, bớt lo thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi. Lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tức. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen rất ghen và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Nhưng mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi. Bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cách cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của anh là anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn tả tim mà con, nó vẫn tả tim mà. Nghĩa là cái bỏ lâu rồi ạ, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không? Con bảo là em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế mà em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua kiểu anh đấy là thói quen của anh, nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, cho bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại. Tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Là như vậy là tôi hay vợ chồng ok rồi. Vợ chồng em mà không gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi. Đúng rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Đúng rồi. Thế nhá. Cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói chắc nó có người yêu ở ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm.
Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc nữa. Mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình chưa, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá, nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Còn bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Nha. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ, có tỏ tình nè, tỏ tình là tỏ tình. Không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mày đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ôi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. Một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha. Trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc, để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn, và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn. Rồi, xin cảm ơn.